có rất nhiều người là view rất là thấp nhưng mà sao ạ? Nhưng mà họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà cũng có nhiều người là triệu view, cả 100,000 subscribe, cả 100,000 là follower nhưng mà cuối cùng là không kiếm được ra đồng nào. Và trong cái nội dung á, thì đầu tiên các bạn cũng phải hiểu cái chỗ này, tức là có cái 5 dạng đặt content cơ bản. Các bạn có một cái yếu tố, những yếu tố quan trọng thứ nhất này là tiêu đề nhé, tiêu đề đặt, tiêu đề cho video đặt rất là quan trọng. Thứ hai á, là đó là gì? Đó là sử dụng cái hashtag, sử dụng các cái hashtag và âm thanh cho nó phù hợp. Các bạn nếu các bạn có thể là bắt chước thị trường là chúng ta có thể là đu trend nhưng mà chuyển đổi về nội dung của chúng ta. Ví dụ như vừa rồi có cái doanh nhân là Thái Công, đúng không các bạn? Thì chúng ta vẫn có thể, rất nhiều người họ kinh doanh họ bắt chước rằng là cái trend đấy, tuy nhiên là họ seeding về các cái sản phẩm của họ. Như vậy là nó sẽ khiến cho kênh của chúng ta viral mà khách hàng cũng biết đến cái sản phẩm của chúng ta. Đấy, đó là trend, chúng ta cũng phải bắt trend. Thứ hai nữa là chúng ta phải sử dụng hashtag sao cho nó phù hợp với cái nội dung của cái kênh đó, cho nó phù hợp với nội dung của cái bài đấy thì nó rất là dễ lên. Và một cái điều nữa đó là gì? Âm nhạc và âm thanh. Âm nhạc, âm thanh thì chúng ta lấy làm sao cho nó, đầu tiên là nó không có vi phạm tiêu chuẩn này, thì chúng ta nên lấy những cái âm thanh nào mà có sẵn ở trong đấy, ở trong TikTok, chúng ta đừng lấy ở ngoài, đôi khi là đánh về bản quyền. Thứ hai nữa là âm thanh cho nó phù hợp với cái nội dung các bạn nhé. Âm thanh phù hợp nội dung. Còn nếu mà chúng ta chọn âm thanh nó không phù hợp nội dung thì nó không khớp với nhau, nó không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy là trước khi chúng ta làm, chúng ta phải quan tâm về cái nội dung. Và có một cái điều thứ sáu là các bạn phải làm liên tục. Đó là gì? Đó là tần suất và thời gian đăng bài theo một cái nguyên tắc, đó là đúng đủ đều. Vì tất cả các cái nền tảng online thì họ đều dùng AI về quản trị, họ ít khi dùng con người. Những cái bước cao hơn thì họ mới dùng con người. Tuy nhiên là những cái bước cơ bản và những bước đề xuất và phát triển kênh thì đều dùng là AI quản trị. Vì vậy là đúng đủ đều, khi các bạn đăng đúng thời gian, đủ số lượng video, đủ số lượng nội dung trên một ngày và đúng cái giờ trên ngày đó, thì AI nó sẽ phát hiện và nó đánh giá đây là kênh uy tín, thì nó sẽ đề xuất video nhiều hơn, nó sẽ đề xuất cho nhiều người hơn. Quan trọng nhất, đầu tiên nó phải đề xuất đã. Nó không đề xuất, chúng ta sẽ không có lượt tương tác. Vì vậy là đúng đủ đều rất là quan trọng. Còn ngày hôm nay các bạn làm video rất tốt nhưng mà thỉnh thoảng các bạn mới đăng, hoặc ngày hôm nay các bạn đăng là khung giờ này, ngày mai các bạn đăng khung giờ khác thì cũng được, không sai. Nhưng mà là nó không có đề xuất được và kênh này rất là khó lên, và người theo dõi chúng ta họ cũng không biết là giờ nào chúng ta lên video để mà họ canh, họ xem bài phải không các bạn? Vì là nền tảng TikTok thì đâu đó là chỉ có một người đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 giây là tạo ra ấn tượng đối với khách hàng thôi, và sau đó là lướt qua rồi. Vậy thì cái tần suất đăng bài đúng đủ đều rất là quan trọng các bạn nhé. Nếu các bạn nào đang làm nhưng mà làm tùy hứng hoặc là làm theo phong cách là thợ đùng thì các bạn cố gắng là tạo ra nội dung cho nó dư một tí và sau đó đăng đúng đủ đều các bạn nhé. Có một cái điều nữa này, điều số 7 là sau khi các bạn đã đăng rồi và có người xem rồi, có người viral rồi, có người đặt câu hỏi rồi, thì nhiệm vụ của các bạn á, một là các bạn hãy team, các bạn hãy tương tác với những cái bình luận đấy, một là team, hai là comment họ rất là tích cực. Trong thời gian đầu các bạn cứ tích cực là re-up, tức là comment, trả lời tất cả các comment bằng video, thì như vậy nó sẽ, thứ nhất là nó có nội dung để đăng, thứ hai nhiều người họ nhìn vào họ biết rằng là cái kênh này nó rất là uy tín, nó quan tâm, người ta quan tâm đến cái vấn đề của khách hàng, như vậy họ sẽ tích cực đặt câu hỏi. Và cứ nhiều người tích cực đặt những câu hỏi như vậy thì kênh của các bạn đánh giá uy tín và nhiều người họ nhìn vào, họ sẽ đặt câu hỏi và dần dần khách hàng họ sẽ mua. Và trước khi mà, nếu như kênh của các bạn chưa có lượt tương tác và chưa có ai comment ấy, thì trước đó các bạn hãy chịu khó đâu đó 10 đến 15 kênh của người cùng ngành, thì hoặc là cái kênh nào mà có cùng tệp khách hàng. Ví dụ như các bạn là những người dược sĩ thì các bạn cứ tương tác vào những cái kênh của người khác về dược sĩ, về bác sĩ, về da liễu, về sức khỏe, các bạn cứ đi tương tác hết đi, cứ comment, cứ tìm hết đi, để làm sao mà để AI nó hiểu rằng là các bạn cũng quan tâm đến cái tiệp khách hàng đấy, và sau đấy nó sẽ đề xuất video của các bạn cho đến những cái tiệp đấy. Và đôi khi những cái người mà được các bạn comment, mặc dù các bạn không phải là người sáng tạo nội dung trên kênh đó, và được các bạn comment thì họ đâu đó họ cũng thấy nhiệt tình và họ lân la đến kênh của các bạn. Và cứ vài người lân la như vậy đến kênh các bạn thì AI nó cũng đề xuất và AI nó cũng hiểu rằng là kênh của các bạn uy tín và được nhiều người đánh giá. Như vậy thì trong thời gian đầu thì các bạn cố gắng tích cực là tương tác với fan của mình, tương tác với khách hàng của mình các bạn nhé, thông qua là comment, tin, re-up bằng cách video hoặc là live stream. Có một cái điều nữa là các bạn cứ live stream trên kênh của mình đi, sau đó là sẽ rất là nhiều kết quả tuyệt vời các bạn nhé. Cũng giống như bảo live stream thường xuyên trên kênh YouTube, fanpage cũng như là kênh nhà thuốc của mình thì rất là thường xuyên các bạn ạ. Vì vậy là các bạn hãy thường
thường xuyên nhá, chúng ta hãy thường xuyên làm cái điều đấy. Rồi cái điều điều số 8 mà các bạn nên làm sau khi đã có video này, đã có nội dung này, đã có người xem này, đã có người xem rồi thì đầu làm sao ạ? Thì chúng ta sau khi có dữ liệu rồi thì chúng ta phải phân tích được cái dữ liệu. Đấy, chúng ta phải phân tích dữ liệu nhé. Chúng ta làm mà chúng ta không phân tích thì kênh của chúng ta cũng không lên được và không biết như thế nào để phát triển theo hướng tiếp theo. Vậy thì chúng ta phân tích những chỉ số nào ạ? Đầu tiên thì chúng ta phải xem rằng là cái kênh nào, cái video của chúng ta thì nó video nào thì được nhiều người ủng hộ nhất, và cái giờ nào, đầu tiên là cái giờ đăng nhé. Đầu tiên là cái giờ nào mà nhiều người họ xem, và cái video nào biết cái giờ nào nhiều người ta xem nhiều nhất thì chúng ta hãy lưu ý cái mốc. Cứ tới cái mốc thời gian đó chúng ta đăng, mà đâu đó là có cái chức năng là hẹn giờ trước thì các bạn cứ hẹn trước, cứ sell trước đi thì tới giờ đó tự nó đăng. Đấy, chứ đừng canh giờ, đôi khi là bận việc thì không thể nào canh được. Cứ hẹn lịch lên đi, là hẹn lịch trước các bạn nhé. Thứ hai, có một cái chỉ số, đó là chỉ số người xem. Chỉ số người xem video này tỷ lệ giữ chân là bao nhiêu? Ví dụ như tỷ lệ giữ chân là 3 giây đầu thì chứng tỏ là 3 giây đầu chúng ta hay, và sau đấy chúng ta không còn hay nữa nên là người ta không xem nữa. Và chúng ta phải phân tích được là cái giờ nào là khách hàng họ xem nhiều nhất này. Thứ hai là độ tuổi nào họ xem nhiều nhất này. Thứ ba là giới tính nào họ xem nhiều nhất này. Thứ tư nữa là cái chủ đề nào họ xem nhiều nhất này. Thứ năm nữa là cái video đấy giữ chân người dùng được bao nhiêu, được thời gian bao lâu này. Đấy, thì đó là những cái chỉ số mà các bạn phải quan tâm. Và tí nữa Bảo sẽ chỉ cho các bạn cách làm một cái kịch bản video làm sao cho nó hay, cho nó hấp dẫn các bạn nhé. Rồi, vậy thì các bạn phải phân tích được, đó là phân tích về video. Và thứ hai, phân tích về chỉ số của nội dung. Và sau đó các bạn phải, sau khi phân tích được rồi thì các bạn phải điều chỉnh được cái chiến lược. Các bạn phải điều chỉnh được cái chiến lược. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là khách hàng trong cái thời điểm mùa Tết này, họ quan tâm đến cái chủ đề này. Vậy thì các bạn phải có cái chiến lược phát triển nội dung và cái chủ đề này. Sau khi phát triển nội dung chủ đề này rồi, tiếp tục chúng ta lại đo lường, chúng ta xem khách hàng họ phản hồi những cái chủ đề nào, thì chúng ta tiếp tục lại làm nội dung về những cái chủ đề mà nhiều khách hàng họ quan tâm nhất. Thì như vậy là nội dung của chúng ta cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ được viral. Và khi mà đủ khách hàng tăng rồi, quan trọng nhất này, các bạn xây dựng nội dung là nó phải thống nhất cái kênh của các bạn. Các bạn có thể thấy là cái ông kia, cái bà kia, cái bạn nọ, họ làm cái video kia rất là hay. Nên các bạn thấy rằng là có một cái sai lầm mà nhiều người họ mắc phải này. Họ thấy một cái trend nào đó, họ thấy nhiều người làm rất hay và họ bắt chước, họ làm lại. Tuy nhiên vẫn lên kênh, vẫn lên đấy nhá. Vẫn được viral, tuy nhiên là không bán được hàng. Vì là chúng ta không hiểu chúng ta bắt chước để làm gì. Các bạn bắt chước cái trend, nhưng tuy nhiên là các bạn phải thay đổi cái nội dung của nó. Các bạn phải shifting nó đến cái sản phẩm, đến cái khách hàng của các bạn. Điều gì xảy ra nếu các bạn đang có tiệp phân khúc khách hàng, đó là gì? Đó là tuổi teen, đó là các bạn nữ vào tuổi teen, và các bạn đưa các cái phân khúc như là thái công, trend các bạn vẫn đưa lên được. Nhưng mà các bạn bán các cái sản phẩm xa xỉ như vậy rất là khó bán, phải không các bạn? Còn những tuổi trẻ thì họ đâu quan tâm đến cái chủ đề đó, phải không các bạn? Thì tuy nhiên nếu như các bạn shifting đến các cái, ví dụ như tuổi teen các bạn bán bánh tráng này, các bạn bán vừng này, các bạn bán muối mè này, các bạn bán đồ ăn vặt này, thì đâu đó các bạn là shifting đến cái trend đấy thì cái đối tượng tuổi trẻ họ xem họ rất là vui, còn người lớn thì họ xem họ thấy đôi khi là không vui. Thì tuy nhiên là chúng ta thu hút đối tượng tuổi trẻ, chúng ta thu hút những đối tượng trẻ tuổi mà, đúng không? Chúng ta đâu quan tâm những đối tượng kia. Vì vậy là khi mà bắt trend á, thì chúng ta cũng phải shifting về các cái sản phẩm, các cái nội dung dành cho tuổi trẻ, dành cho đối tượng khách hàng của chúng ta. Ngay cái bước số 1 là chúng ta đã xây dựng, chúng ta đã biết được cái đối tượng khách hàng chúng ta muốn hướng tới là ai, thì sau đó chúng ta xây dựng nội dung chỉ hướng tới đối tượng đó, chứ chúng ta là không hướng tới những đối tượng khác các bạn nhé. Nên là chúng ta đừng thấy người ta làm cái video này hay, họ làm cái kia hay, cái nội dung kia hay và chúng ta bắt chước mà chúng ta không hiểu là gì, thì đâu đó là chúng ta sẽ có lượt view cao, lượt viral cao, nhưng mà chúng ta không chuyển đổi được các bạn ạ. Triệu đô hơn là triệu view các bạn nhé. Hãy đặt ra câu hỏi là chúng ta thích triệu đô hay là triệu view. Có rất nhiều người là view rất là thấp nhưng mà sao ạ, nhưng mà họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cũng có nhiều người là triệu view, cả 100,000 subscribe, cả 100,000 là follower, nhưng mà cuối cùng là không kiếm được ra đồng nào. Đấy, vì sao? Họ chỉ xây dựng nội dung mang tính giải trí nhưng không xây dựng được nội dung là mang tính chuyển đổi. Chúng ta phải xây dựng mang tính chuyển đổi, chứ còn mà giải trí thì nó chỉ mang tính giải trí, còn không chuyển đổi thì coi như làm cho vui thôi chứ còn không có tiền.